Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chơi game plan với zombie. Các bạn cùng theo dõi mình nhé. Hôm nay thì mình lại trồng cây. Đó, cây này chopper kết hợp với cây nào mình các bạn. Đây, cái cây này nhá. Cây mình không biết tiếng Anh đâu. Mình chỉ biết một số vài con ở trong đây. Rồi mình tiếp tục trồng. Đây. Cây ngô này. Cây này. Với cây chopper nhá. Đây cái này. Sau đó lại đấu với tất cả các zombie trong này để các bạn cùng xem nhé. Rất là nhiều zombie to. Ok, bây giờ mình cũng chiến đấu nào. Mình sẽ chơi màn đêm nhé. Trước tiên thì mình trồng chậu trước. Sau đó thì mình sẽ trồng cây. Mình gọi cái này là cây xe ngô nhé. Nhìn rất giống là cái xe. Mình sẽ test thử cho bạn xem. Sau đó thì mình sẽ trồng cây này. Yeah.
thì mình sẽ chuyển sang màn này, cùng gọi màn này là màn là gì. Thank you.
Thank you.